tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh của một con người qua nhân tướng học về khuôn mặt. Về những người đàn ông mà sở hữu ba nét tướng này thì là người đoạn thọ, cả đời nghèo hèn và bần hàn. Với ba nét tướng của người đàn ông dưới đây thì luôn có cuộc sống vô cùng nghèo khổ, rất dễ ốm đau và bệnh tật, có thể là một người chết yểu. Thứ nhất là người có tai nhỏ và mỏng thì người này tuổi thọ rất ngắn. Một người đàn ông nếu mà sở hữu một đôi tai to và dày thì là người vô cùng may mắn và người sống rất trường thọ. Về sức khỏe thì rất tốt, nhưng nếu một người đàn ông mà có đôi tai mỏng lại bé thì là người có số phận rất hẩm hiu. Ở trong cuộc sống thì họ cũng rất dễ mắc nhiều bệnh tật hay đau ốm, cuộc sống nghèo khổ và dễ mắc chứng bệnh đoạn thọ và chết yểu. Theo tử vi, nếu người đàn ông này không tu nhân tích đức thì chỉ có một khả năng sống tới 50 tuổi là cao, và trong cuộc sống với những người này cũng khó lòng làm nên sự nghiệp lớn, bởi tính cách của họ là người yếu đuối, không dám quyết đoán mạnh mẽ về việc lớn. Thứ hai là người đàn ông có ấn đường tăm tối. Về trong nhân tướng học cho biết là người đàn ông mà có ấn đường tăm tối thì có cuộc đời, công danh sự nghiệp vô cùng thiếu may mắn. Trong cuộc sống với những người đàn ông này thường rất dễ gặp tai ương và cuộc sống khó thăng hoa và phát tài được. Người đàn ông này trong cuộc sống dễ gặp hạn xui xẻo ập đến. Trong tính cách của những người này thì thường rất nóng nảy và hay bảo thủ nên cũng khó thăng quan tiến chức, và người này lại ít bạn bè. Bên cạnh đó, những người đàn ông có ấn đường hẹp và tối tăm thì thường không có khả năng quản lý về tài chính. Họ rất dễ rơi vào tình trạng vung tay quá trán nên cả cuộc đời không thể tích lũy được nhiều tiền bạc. Và trong cuộc sống, nếu người phụ nữ mà gặp phải người đàn ông này thì cuộc hôn nhân của họ rất dễ rơi vào ly tán, bởi tính cách của họ thường dễ nổi nóng, ít khi biết lắng nghe người khác nên rất dễ nảy sinh xung đột và cãi vã. Về thứ ba, theo trong nhân tướng học thì một người đàn ông nếu như mà sở hữu một sống mũi cao là người rất thông minh, nhưng nếu ở trên thực tế người mà có sống mũi mà xuất hiện những ngấn mũi thì sẽ là một chướng ngại cho quá trình tiến thân của họ. Trong công việc thì khó lòng thăng tiến. Với một người đàn ông mà có ngấn ở sống mũi này thì thường rất dễ là người có tình duyên đứt đoạn và lỡ làng. Chính vì vậy họ rất dễ rơi vào tình trạng đứt gánh giữa đường, phải trải qua nhiều đời vợ. Chính vì vậy nếu như bạn mà gặp một người đàn ông mà sở hữu nét tướng này thì cần phải hết sức cân nhắc nếu muốn tiến tới hôn nhân hoặc quan hệ lâu dài. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về xem tướng người phụ nữ lận đận, rất xinh nhưng mà vẫn ế. Có nhiều những cô gái xinh đẹp mỹ miều nhưng ở thanh xuân thì sắp qua mà vẫn đi về lẻ bóng. Đó có thể là vì họ mang một nét tướng của người phụ nữ lận đận về chuyện tình duyên. Thứ nhất là người có lông mày hình chữ bát. Về theo nhân tướng học thì lông mày chữ bát nó thường mang theo sự bi quan tiêu cực cho người mà sở hữu nó. Không phải tất cả những người có lông mày chữ bát đều là những người xui xẻo, nhưng về đa phần thì nhìn từ bề ngoài họ đã tạo cho người khác một cảm giác ủ rũ và khó gần. Vì thế nên về đường nhân duyên càng thêm phần ảm đạm. Với những cô gái mà có lông mày hình chữ bát và đuôi lông mày thì rủ thấp, lông mày thì mảnh và màu nhạt, lại càng là một tướng phụ nữ lận đận về chuyện tình duyên. Họ rất cẩn thận và bảo thủ quá mức, cũng không được mạnh dạn, luôn chủ động trong giao tiếp với mọi người. Khi mà chọn một nửa cho mình thì các cô gái thường đề ra quá nhiều những tiêu chuẩn đòi hỏi người ấy phải đáp ứng được điều mà họ mong muốn, khiến cho chuyện
tình cảm rất khó lại thêm khó. Về bản thân họ không phải là những người quảng giao nên tất cả các mối quan hệ ít khi được người khác giới thiệu hoặc là gặp mặt thì lại ngần ngại. Chính vì thế nên dù khuôn mặt có xinh đẹp nhưng vẫn dễ rơi vào tình trạng ế. Ngược lại, nếu ấn đường mà có vân hay là nhiều nếp nhăn cũng hình dạng chữ bát thì cũng không phải là dấu hiệu tốt lành. Với cô gái nào mà sở hữu nét tướng này thì đường công danh của người này rất khó thuận, mà đường tình duyên cũng chẳng mấy suôn sẻ. Nếp nhăn này nó xuất hiện, đây là một dấu hiệu cho thấy về chuyện tình cảm của mệnh chủ đang gặp phải trục trặc vướng mắc, nếu không nhanh chóng giải quyết thì rất dễ rơi vào tình cảm chia lìa. Thứ hai là người phụ nữ có lông mày rậm. Xét theo về nhân tướng học, với những cô gái có một hàng lông mày rậm là tướng lụy về tình, yêu ai rất si mê và say đắm không biết đường về, giống như là nàng Mị Châu khi yêu trái tim để ở trên đầu, và nàng này cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối, làm tất cả vì tình nhưng cũng chính vì tình cảm mà chịu nhiều tổn thương. Cô gái mà có hàng lông mày rậm thì đường tình duyên khá thăng trầm, và cũng là vì như thế. Thứ ba là người có lông mày đứt ở giữa. Về thuật nhân tướng học cho rằng hàng lông mày dày liền mạch nó là một dấu hiệu tốt, bởi đó là một nét tướng của người có sự nghiệp hanh thông và có trách nhiệm trong công việc cũng như là gia đình. Nhưng ngược lại, nếu người phụ nữ mà sở hữu hàng lông mày đứt ở giữa thì người này có tính tình thường hay nóng nảy và không giỏi kiểm soát về cảm xúc. Họ rất dễ dàng nổi giận lôi đình vì những chuyện còn con, nhưng lại có tính quá cầu toàn, lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải hoàn mỹ, hoàn hảo theo ý của mình. Vì vậy nên hôn nhân rất dễ trục trặc và bản thân họ không thấy thoải mái, thỏa mãn trong cuộc sống về gia đình. Dù kết hôn sớm hay muộn mà không cải thiện được tính cách này của mình thì người này cũng rất dễ rơi vào cảnh đứt gánh giữa đường. Còn các cô nàng mà chưa chồng thấy mình xinh đẹp mà vẫn còn ế thì cũng chính là vì nét tướng người phụ nữ lận đận về đường tình duyên này, nó làm ảnh hưởng đến vận tình của mình đó. Về thứ tư là người có đuôi mắt hõm hay là chằng chịt những nếp nhăn không phải là điềm báo tốt. Đuôi mắt mà lõm gần với huyệt thái dương, tức là về cung phu thê, mà vị trí này càng đầy đặn và trơn tru nhẵn nhụi thì càng tốt. Thế nên người nào mà không may đuôi mắt nhiều nếp nhăn lại hõm xuống thì dù là nam hay là nữ thì cũng khó thuận lợi về đường tình duyên. Hạnh phúc tưởng chừng đến gần rồi lại bị chia xa. Về thứ năm là người phụ nữ mặt nhỏ nhưng mũi cao. Theo xem tướng mà người phụ nữ lận đận trong chuyện tình duyên thì những ai mà sở hữu nét tướng này thì cũng nằm trong số đó. Và điều này nó đơn giản là vì những cô gái đó có lòng tự trọng rất cao cùng với cái tôi rất lớn. Thường là người đàn ông sẽ bị thu hút bởi nữ tính của người phụ nữ này, song những cô gái này lại mạnh mẽ và quyết liệt như người đàn ông. Khi mà hai người ở bên nhau thì dễ vì thế mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mà những người mang nét tướng này thì dù xinh nhưng cá tính quá mạnh cũng có thể khiến cho những cô gái khó kiếm được tấm chồng như ý. Về thứ sáu là về người có môi mỏng. Với người phụ nữ mà có môi mỏng thường là người thiếu kiên nhẫn, rất dễ thất vọng khi mọi chuyện không đi theo hướng của mình mong muốn. Chính vì vậy mà họ rất dễ nản chí, chẳng muốn tiếp tục kiếm tìm người đàn ông của đời mình sau vô vàn những thất vọng trong quá khứ của mình nữa. Về thứ bảy là người phụ nữ miệng nhỏ. Với những cô nàng mà có miệng nhỏ thường là người có tính cách yếu đuối, luôn muốn phụ thuộc vào người đàn ông. Nói họ mang nét tướng phụ nữ lận đận về chuyện tình duyên, chính vì sự dựa dẫm khiến cho cô gái này khó tìm được người yêu thương mình thật lòng.
thường chỉ nhận ra được sự thương hại hay mong muốn che chở khi thấy người khác quá yếu đuối mà thôi. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.